Phan Đại Nam kính chào quý khán giả. Kính thưa quý vị, hôm nay là chiều ngày thứ Tư, 11 tháng 4, 2018. Chúng tôi đang có mặt tại City Hall của thành phố Westminster, miền Nam California. Kính thưa quý vị, trong buổi họp hôm nay của Hội đồng thành phố Westminster, theo đề nghị của bà Murray, là một nghị viên của thành phố, đưa ra xem xét việc chống lại luật thành phố trú ẩn của tiểu bang Cali đã có hiệu lực từ đầu tháng 1 2018 cho tới nay. Và trong buổi họp ngày hôm nay thì như quý vị thấy đằng sau lưng chúng tôi rất là đông đảo các cư dân địa phương ở đây, trong đó có Mỹ, Mễ, Việt, rồi rất đông người cũng đang theo dõi buổi họp ở trong thành phố. Và nhân dịp này chúng tôi đã được nói chuyện với ông Tài Trung, cũng là một nhân sĩ trong cộng đồng. Như chúng ta cũng biết, chúng ta là những người tị nạn đến đây từ năm 75. Và quý vị cũng biết đất nước Hoa Kỳ này đó là đất nước của những người tị nạn. Ngay cả những thế hệ như ông Tổng thống Trump, là bố mẹ ông hay là những cái người mà ông nội ông cố của ông là cũng là những người tị nạn đến đây. Thì tất cả cái sở dĩ đất nước Hoa Kỳ này chúng ta vững mạnh lớn mạnh là của sự đóng góp tất cả những người tị nạn trước đây từ Âu Châu và những năm sau này của những cái người tị nạn từ cũng như là từ bên Nam Mỹ cũng như là cuối cùng là những người tị nạn tại Việt Nam chúng ta đến đây đã xây dựng xứ sở này được hùng cường lớn mạnh. Thì chúng tôi nghĩ rằng đã một cái đất nước là mình là những cái người tị nạn, xuất thân từ những người tị nạn ra, thì chúng tôi nghĩ rằng chúng ta nên cho những cái người tị nạn đó có những cái cơ hội để mà sinh sống, để mà có những cái cơ hội mà cũng như được như chúng ta có những cơ hội phát triển, sinh sống và tạo một cái đóng góp trong cái đất nước Hoa Kỳ này. Mình nghĩ là nó dễ hơn cho mấy người nói chuyện với cảnh sát được khi mà không cần lo mình sẽ bị taken away, deported. Yeah, community là safer hơn, là kiểu hack người ta cũng là trust cái community, trust cái leader, trust cái local law enforcement. Cũng nghĩ là tụi mình là người Việt, mình cũng là như xưa mình là người both people refugee luôn, mình cũng phải cũng nhớ cũng thương người ta mà cũng nhớ mình luôn hôm nay nhiều ta mà escape the war, escape poverty, cũng y chang giống mình. Nha, con nghĩ là mấy người Việt Nam phải là ủng hộ cái điều luật SB 54. Con nghĩ vậy chắc chắn. Quý danh cháu tên cháu? Cháu tên là Tim. Và ông Kevin DeLeon, Chủ tịch Thượng viện tiểu bang California cũng tới tham dự buổi họp của Hội đồng thành phố. Ông cho chúng tôi được biết, ông đến đây để ủng hộ đạo luật SB 54. Ông cho rằng cộng đồng di dân người Việt đã tới đây và đóng góp rất nhiều về văn hóa, kinh tế cho sự phát triển của tiểu bang và ông rất tôn trọng điều này. Of anger, of division, of using immigrants as a scapegoat. We're a better state, we're a better country than that, you know. And we're not going to allow one electoral aberration reverse generations of progress at the height of our historic diversity, our scientific advancement and our sense of global responsibility. Kính thưa quý khán thính giả, phiên họp của Hội đồng thành phố Westminster có sự hiện diện của ông thị trưởng Tạ Đức Chí, phó thị trưởng Tyler Diệp, nghị viên Magrai và nghị viên Sergio Contreras, vắng mặt nghị viên Kimberly Hall. Và sau các nghi thức thông thường của buổi họp, hội đồng đã đưa đạo luật SB 54 ra bàn thảo với sự đóng góp ý kiến của các cư dân thuộc đủ mọi thành phần, kẻ bênh người chống. Nhiều lúc ông thị trưởng phải lên tiếng để giữ trật tự trong buổi họp, riêng số người đứng bên ngoài thì rất ồn ào mỗi khi họ ủng hộ hay chống lại một lời phát biểu. Và sau 5 tiếng đồng hồ tranh luận, hội đồng thành phố Westminster đã vote 3-1 chống lại đạo luật SB 54 của tiểu bang thành phố trú ẩn Central City. Trong tiếng hoan hô lẫn tiếng đại đảo của những người tham dự, có lúc gần như muốn xô xát với nhau. Và chúng tôi cũng xin chấm dứt phóng sự nơi đây. Xin hẹn quý vị vào những chương trình kế tiếp.